Một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay vẫn là tìm đầu ra cho sản phẩm sản xuất kinh doanh cũng như mở rộng phát triển thị trường. Chương trình Cà phê Doanh nhân với chủ đề Mô hình phát triển khu thương mại tự do để hội nhập kinh tế toàn cầu do Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức mới đây đã phần nào giúp doanh nghiệp tìm hướng ra cho vấn đề này. Như nhiều doanh nghiệp khác, đến với sự kiện này, tập đoàn Jotun cũng mong muốn có thể kết nối, ký kết được hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác, đồng thời thúc đẩy phát triển thị trường trong thời gian tới. Kết nối của hội như này thì bản thân chúng tôi cũng có được các cái hợp đồng ký kết với những các cái đối tác lớn trong hội. Đấy là một cái điều phải là rất là tuyệt vời khi mà tham gia trong cái hội doanh nghiệp. Trong cái bối cảnh kinh tế hội nhập như thế này thì tôi nghĩ là sự kết nối này nó sẽ tạo ra cái sân chơi rất tốt để chúng ta xích lại gần nhau nhiều hơn. Chúng tôi ký cái hợp đồng này thì nó mang lại cho cái là hội viên ủng hộ cái hàng hóa cho nhau, và chúng tôi thì cũng sử dụng được cái sản phẩm của nhau, và đồng thời nó cũng sẽ mang lợi cho hai doanh nghiệp. Ngoài việc kết hợp đồng, nhiều mối quan hệ hợp tác cũng được mở ra không chỉ với doanh nghiệp trong và ngoài hội mà cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Sự kiện này rất quan trọng vì nó giúp chúng tôi kết nối, tìm kiếm những doanh nghiệp hợp tác tin tưởng cũng như giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về môi trường làm việc tại Việt Nam, qua đó xây dựng phát triển chiến lược hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Chương trình này nó cung cấp các cái thông tin và các cái mối quan hệ đối tác mới. Doanh nghiệp tư vấn kiến trúc Skyline Architect chúng tôi thì kỳ vọng là sẽ mở ra các cái mối quan hệ mới với các đối tác nước ngoài, với các chủ đầu tư dự án. Khi mà thành lập được cái hội này thì chúng tôi chia sẻ với nhau những cái công việc, những cái thế mạnh của nhau, và cái quan trọng nhất là dùng sản phẩm của nhau rồi giới thiệu sản phẩm của mình với các đối tác. Khi mà hoạt động nó lớn mạnh ấy thì sẽ có nhiều cái giao thương với nhau và sẽ mang lại nhiều kết quả cho các doanh nghiệp. Qua hơn một năm thành lập và 5 lần tổ chức, đến nay Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã kết nối được hơn 140 doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp tuy hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung mục đích đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng phát triển về mọi mặt.